tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước đã có mưa vừa, mưa to và có nơi rất to. Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là tại các huyện Định Quán và Tân Phú, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Tại các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, đặc biệt tại các huyện Đạ Tẻ, Lạc Dương và Đức Trọng của Lâm Đồng và Phú Diềng của Bình Phước, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Trong mục này sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chấm dứt cho vay ngoại tệ chung dài hạn từ ngày hôm nay. Thông tin một số doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần. Thị trường chứng khoán mở cửa với chỉ số VN Index tiến sát tới mốc 1.000 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 42 năm 2018, từ hôm nay ngày 1 tháng 10, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ chung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu trong nước ngay cả khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh. Thông tư này nhằm cụ thể hóa chủ trương của chính phủ về hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, từng bước thực hiện lộ trình chuyển dần quan hệ huy động cho vay sang quan hệ mua bán ngoại tệ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau: cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi khách hàng có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không thể hoàn thành vào cuối năm 2020.